5E thì nó không bắt buộc tạo ra sản phẩm nhưng nó có thể áp dụng được. Đấy, nó có thể áp dụng được. Ví dụ như là thường thì cái cách mà chúng ta làm, tại sao chúng ta lại phải trong cái quy trình 5E, cái phần bước 4 là cái phần áp dụng ấy, tại sao chúng ta cứ hướng dẫn để cho trẻ làm ra sản phẩm? Vì trẻ của chúng ta nó học bằng cách là gì ạ? Hoạt động với đồ vật. Trẻ của chúng ta nó học bằng cách tư duy trực quan. Và nếu như chúng ta không cho nó sờ được, nó thao tác được, nó vận động với nó tạo ra một cái gì đó thì nó sẽ không nhớ. Vậy thì nó học xong nó phải áp dụng. Cho nên là tại làm sao khi mà chúng ta dạy 5E, chúng ta lại vẫn phải có một cái phần áp dụng, mà cái phần áp dụng đấy luôn luôn nó tạo ra một cái sản phẩm nào đó. Ví dụ như chúng ta khám phá về ngày 20 tháng 11, nhưng đến phần áp dụng thì thường các cô bao giờ cũng sẽ cho trẻ làm gì ạ? Cắm hoa này, đúng không ạ? Rồi tạo ra tranh, vẽ tranh tặng cô này, rồi làm thiệp tặng cô, bao giờ cũng như vậy, bao giờ cũng như vậy. Thế cho nên là các cô dễ hình dung là gì? 5E thì nó không bắt buộc là tạo ra sản phẩm vì nó là phần khám phá, nhưng mà đối với trẻ mầm non thì nó khám phá xong mà nếu như các cô không cho nó áp dụng vào trong thực tế, nó không có một cái sản phẩm để nó mang vào thực tế thì các con sẽ quên ngay, vì nó học bằng tư duy trực quan hành động, nó phải được sờ, nó phải được trải nghiệm, và trẻ học thông qua trải nghiệm. Thế cho nên là các cô sẽ hình dung là gì, nó không bắt buộc, nhưng mà nếu như các cô muốn hiệu quả thì các cô sẽ gì ạ, các cô sẽ cần phải có một cái sản phẩm để cho trẻ được áp dụng bằng thực tế, đúng không ạ? Ví dụ như này, nếu như trẻ trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy, đúng không ạ, trải nghiệm về cách thoát nạn khi mà phòng cháy chữa cháy, thì tất cả các hoạt động ở trong đó là nó đều là khám phá rồi. Tất cả các hoạt động trong cái bài đó của các cô là trò chơi nào đều chỉ liên quan đến khám phá cái việc là làm thế nào để thoát hiểm khi mà có đám cháy. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, kết thúc bao giờ các cô cũng sẽ cho trẻ xây dựng một một cái bức tranh tổng thể là có bao nhiêu cách để các con làm gì ạ, để các con có thể thoát khỏi đám cháy. Thế là chúng ta sẽ có một cái